Bạn gái luôn muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Biết giữ gìn là giữ gìn cái gì không? Giữ đêm tân hôn. Nhưng bạn trai lại muốn rằng bạn gái không yêu mình. Bạn gái sẽ làm gì để bạn trai hiểu trong tình huống này? Thì anh có nói không? Có chứ em. Có chứ em. Được, rất thẳng thắn, rất thật thà. Thì em không cho thì anh làm gì? Không cho hả? Thì anh cho rằng em không yêu anh. Đấy, anh cho rằng em. Ghế đây, ngồi vô. Hai bạn về vị trí rồi, xin mời mở mặt nạ ra. Được không? Anh chào chị Cát Tường. Rồi, chào hai anh chị. Bây giờ anh giới thiệu về bản thân mình trước đi nè. Em tên là Tuyên, Hoàng Văn Tuyên. Em sinh năm 1954. Em chạy taxi Mai Linh ở quê ở Tuyên Quang. Bây giờ đang làm việc ở đâu? Em làm tại thành phố. À, mình vào thành phố lâu chưa? Dạ, em vào đây được 7 năm rồi chị. Mình đang sống với ai Tuyên? Em sống cùng cháu với một người đồng nghiệp. Là mình thuê nhà ở chung với nhau? Dạ đúng rồi. Vậy còn ngoài quê là mình còn ai sinh sống ngoài đó? Ngoài quê thì có anh chị. Mình còn ba mẹ? Ba mẹ em mất rồi vậy? Ba mẹ mất rồi, mất dạ. Lâu chưa? Mất được 3-4 năm rồi. Anh chị em mình đông không? Dạ, nhà em 8 anh chị em. 8 anh chị em? Dạ. Còn có ai vô Nam lập nghiệp rồi không hay là cũng ở ngoài kia? Không, của mình em. Mình em thôi, lý do tại sao mình lại vô thành phố? Ở đây hồi xưa là em có vô đây trước rồi, giờ vô lại. Hồi xưa vô làm gì? Nói chung em làm nhiều công việc lắm. Hồi trước em đi, hồi bắt đầu mới vô là em trên Bình Phước làm khách sạn. Sau này chuyển xuống dưới thành phố chạy taxi tải rồi xong về rồi lại vô lại rồi chạy taxi. Mà sao tự nhiên đã vô trong đây không ở đây luôn rồi là trở về quê lại rồi giờ vô lại nữa? Dạ không, hồi đó mẹ em bị bệnh, em phải về chăm sóc, không ai chăm sóc. Thế bây giờ công việc trong này đã ổn định chưa? Dạ cũng ổn định rồi chị. Mà mình định sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ có cơ hội thì mình về quê lại? Em thì hiện lại giờ tự do nên là chỗ nào nơi nào mình cảm thấy lập nghiệp nó dễ dàng thì em ở nơi đó, chứ em không có bắt buộc là phải về quê. Ở đâu cũng được mà sống được là được thôi, đúng không? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn Tuyên. Đó là những cái thông tin cơ bản trước ha. Rồi mời em gái giới thiệu về mình. Em tên Hoa, sinh năm 1983. Em là dân thành phố. Là lớn hơn bạn trai 1 tuổi. Dạ. Mà nhìn rất là trẻ nha. Em là trẻ hơn bên đây đó. Rồi mình đang làm công việc gì cơ? Em làm kế toán ạ. Quê là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Nhà đông anh chị em không? Thua bạn này 1 người. Thua bạn người là 7 người. Dạ. Trời ơi, sao hai bên này mà ghép lại hộ gia đình đông dữ vậy trời. Hồi xưa ông bà mình vui quá ha, bà mẹ mình vui ghê ha. Đẻ quá trời đẻ luôn. Rồi mấy anh chị em lập gia đình hết chưa? Hai anh trai thì lập hết rồi, còn năm bạn nữ, năm anh chị này là em gái chưa ạ? Năm con gái. Dạ. Hai con trai, năm con gái. Dạ. Em là thứ mấy trong nhà? Em ở giữa, ông thứ tư. Năm gái chưa có ai có gia đình hết. Dạ, có em út thì còn đi học. Không, em kế mới lập gia đình năm ngoái. Lập gia đình rồi mà cổ còn không nhớ hết nữa, nó 7 người nhớ không hết nữa. Nhiều quá. Bây giờ còn 4 cô đúng không? Dạ. Còn 4 cô là chưa có gia đình đúng không? Dạ. Rồi một cô là còn nhỏ đi học. Dạ. Rồi ba cô là xem nhau. Đúng dạ, không? Năm một đó. Mấy bạn kia có bạn có bạn trai chưa? Dạ chưa. Rồi thôi đăng ký tham gia chương trình luôn nha. Bên đây là mấy trai mấy gái? 4 đều luôn ạ. 4 trai 4 gái. Dạ, rồi có gia đình hết chưa? Hết ạ. Còn mình em thôi. Dạ đúng. Ba mẹ hối không? Mấy năm trước có hối, mấy năm nay mẹ hối thôi ạ. Rồi ba mẹ còn khỏe đều hết không? Dạ cũng khỏe ạ. Khỏe. Ba mẹ ở đâu? Ở chung với cô nào? Ở chung với ba mẹ giờ ở với lại mấy em gái nè, mấy chị em gái. Có như gia đình mình chưa lập gia đình là còn ở chung với ba mẹ hết. Dạ đúng rồi, lập gia đình là ra riêng hết rồi. Sống ở quận mấy? Nhà em quận 6. Rồi mấy mốt mấy cô đi lấy chồng hết rồi thì ba mẹ ở với ai? Chắc cũng có anh hai về ở. Còn bây giờ còn có mấy em gái thì cứ ở với ba mẹ mấy anh ra riêng trước đúng không? Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh chắc là em hòa đồng, em dễ nói chuyện. Rồi. Còn điểm yếu là em dễ giận mà khó dỗ. Nó dễ giận mà còn khó dỗ nữa. Bởi vì nó là yếu mà. Rồi thường là giận ai? Thường thì giận đồng nghiệp nhiều hơn. Tại vì trong công việc nó va chạm á. Thì dễ giận. Giận đồng nghiệp rồi không làm quà được nữa là sao? Hợp tác trong công việc được rồi sao làm việc cho tốt? Công việc của bên em, bên công ty em thì thường mỗi người một không. Nói chung thì trong công việc thì dính đến công việc thì vẫn tiếp xúc. Giao tiếp thì nó sẽ hạn chế lại. Không có dễ làm quà rồi. Có ai mà người ta có chỗ làm quà với mình không? Ai làm quà em làm quà lại. Trời đất ơi, nhưng mà ăn thua lỗi của ai nữa chứ, đâu phải lúc nào cũng lỗi của người ta hết đâu. Nhiều khi lỗi của mình rồi sao? Không, cái đó thì em xuống nước nhanh lắm. Có nghĩa là khi nào mình thấy lỗi người ta thì mình mới căng thôi đúng không? Dạ. Thường là em giận là lỗi do người ta nhiều hơn. Còn bên này, điểm mạnh điểm yếu của Tuyên? Điểm mạnh thì chắc là em biết quan tâm người khác, hòa đồng. Còn điểm yếu là
chắc ngủ nướng với lại có thể hơi bừa bộn chút xíu vậy. Thanh niên mà bề bộn ở dơ nữa mà còn chưa lập gia đình nữa, nhiều khi cũng hơi bê bối. Không, ở dơ thì không gì. Chắc không? Chắc. À, làm tài xế bắt taxi mà lên xe khách ngồi đằng sau hôi rình là người ta kiện lên lên trên tổng đài đúng, phải đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi. Có đủ thu nhập không? Nghỉ luôn ở nhà làm gì? Ở nhà ngủ với chơi vui vơ. Trời đất ơi. Rồi mà giờ tôi đang hỏi thu nhập nè, là đủ sống không? Dạ có. Chạy bao nhiêu năm rồi? Công việc này mình làm mấy năm rồi? Làm 7 năm rồi chị. 7 năm giờ có dành dụm được cái gì chưa? Cũng được gọi chút chút. Ví dụ cụ thể một vài cái là được cái gì trong này rồi? Hiện tại giờ thì em đang mua xe trả góp chị. À. Còn năm rưỡi nữa là trả xong rồi. À. Chiếc xe của mình. Có chiếc xe riêng của mình. Dạ. Rồi. Có kế hoạch mua nhà, mua cửa gì sau này an cư lạc nghiệp định ở trong này luôn không? Dạ cũng có ý định là mua đó, nhưng mà cũng chả nên là không biết là ở đâu nên không biết mua ở đâu được. Trời đất ơi, nhưng mà có tiền gì để đao xuống để mua chưa? Có mua đất thì ở gần nhà đó, hồi xưa ông bà bán đi rồi mua lại. Nhà Tuyên Quang hay nhà ở đâu? Nhà ngoài Tuyên Quang em luôn. À có nghĩa là giờ có đất mà đất ngoài Tuyên Quang thì dạ, có rồi. Đúng rồi. Còn trong thành phố Hồ Chí Minh là giờ chưa biết mua đâu cho nên là chưa có định hướng. Nhưng mà đã có tiền để mà mua chưa? Ví dụ mua trả góp thì cũng phải có cái tiền đao xuống trước chứ. Dạ nếu mà có ý định thì cũng có, phải có phải kiếm có. Nói chung là cũng có. Nói chung là giờ mua được chiếc xe riêng rồi là mình chạy taxi, nhưng mà mình cũng chạy xe của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Chạy xe của mình thì cái tiền kia mình nhiều hơn là mình chạy xe của hãng đúng không? Dạ đúng rồi, mình chỉ đóng phần trăm. Đóng phần trăm thôi. Rồi tình trường thì sao cơ? Trải qua mấy mối tình rồi? Anh chưa ạ. Hả? Anh chưa ạ. Chưa. 33, 38, ủa cái gì ba mấy, 38 tuổi mà chưa có mối tình nào? Trước thì cũng có yêu đơn phương một anh, xong rồi sau đó là hết rồi. Hồi trước là hồi nào, mấy năm rồi? Hồi 10 năm trước. Yêu đơn phương anh đó bao lâu? Cũng 3 năm ạ. Rồi anh biết không? Chắc anh biết. Có tỏ tình với ảnh không? Có nói cho anh biết không? Đó, nói gần xa thôi chứ không có tỏ. Rồi ảnh phản ứng của anh sao? Thấy ảnh lãng. 3 năm, thấy lãng hoài không được tới đâu hết rồi mình thôi. Dạ thôi ạ. Rồi tại chục năm nay tại sao không rung động với anh nào? Không ai theo đuổi hay có theo đuổi mà mình không rung động? Có theo đuổi nhưng mà cũng không ấy. Nói chung em cũng hơi khó một tí xíu. Khó là khó làm sao? Thứ nhất là em thích là nhìn hình dáng trước, sau đó mới tới tính tình. Có nghĩa là thu nhập nữa. Cũng chuộng ngoại hình. Dạ. Yeah. À, nói chung là thích đủ thứ. Dạ. Yeah. À, có ngoại hình rồi còn có thu nhập rồi ha, rồi đủ thứ hết trơn. Dạ. Yeah. Yeah, hàng chi mà hơi căng, bây giờ 38 rồi nha. Hạ bớt tiêu chuẩn số ngang. Chị nghĩ ở cái tuổi của các bạn thì nó lớn hết trơn rồi. Ta nói 60 năm cuộc đời mà tụi em hết nửa đời người hơn luôn rồi. Thì chị nghĩ ai cũng đã có những cái trải nghiệm trong cuộc sống, có thể tình duyên chưa có kinh nghiệm nhưng mà cuộc đường đời là phải có kinh nghiệm, cũng có va vấp, cũng có đi làm, cũng phải có những cái thành công, những cái thất bại. Bây giờ mà ngoại hình hay là cái tiêu chuẩn gì đó thì chị cũng không biết em khó như thế nào. Còn cái tiêu chuẩn mà về vấn đề mà cái việc kinh tế thì ví dụ trẻ trẻ hai mấy 30 thì mình còn lo lắng, chứ bây giờ cái tuổi ba mấy 40 rồi mà nếu còn chưa có ổn định được cái cuộc sống nữa thì cũng rất là khó để mà lo cho cái mái ấm gia đình riêng. Rồi còn bên đây sao tình trường? Dạ xin phép em chưa luôn ạ. Dạ xin phép em chưa luôn ạ. Trời đất ơi, tụi tưởng em xin phép em đỡ cái gì. Tôi nãy giờ tôi nghi nghĩ hai người này, tụi người đàn ông này tôi nghi là kiểu như có gãy đổ một lần rồi hay gì đó. Mình đang chờ, mình hỏi con có cháu nào chưa. Cháu anh xin phép chưa luôn à? Dạ đúng rồi. Là chưa một mối tình nào hết? Đúng rồi. Không giỡn với tôi hả? Dạ không thiệt mà chị. Lý do? Hồi xưa thì cũng có một vài người thích, nhưng mà hồi đó là điều kiện kinh tế mình nó còn thiếu thốn ấy, nên em sợ sẽ làm khổ ai đấy nên em không có đáp trả lại. Với lại em chỉ lo đi làm, em không có đi. Không lẽ ba mươi mấy năm trời không có một mối tình nào sâu đậm? Tại em ngại, tức là em ngại hỏi giả sử bạn kia có người yêu. Em cũng hỏi vài người nên người ta trả lời có người yêu rồi thì cái em thôi. Thành ra em bị mấy lần em ngại, em không dám hỏi ai hết. Trời đất ơi. Rồi ai đăng ký tham gia chương trình này? Dạ em. Tự đăng ký. Dạ. Quyết chí lấy vợ. Dạ. Ta phải mạnh dạn lên nha, phải tìm hiểu nha. Dạ. Chắc chắn cái này là một cái thông tin mừng cho em, là cái người ngồi đây chắc chắn là người ta chưa có người yêu rồi. Dạ. Đỡ phải hỏi câu đó đúng không? Chứ gặp người ta hỏi cái ta nói có rồi cái đi mất tiêu. Ở đây trả lời chưa có người yêu. Dạ. Có mấy người hỏi chưa có người yêu cái nhắn tin thì không trả lời, gọi không nghe máy luôn. Thì ăn thua và phải cái đó phải tùy thuộc cho sự duyên dáng của em. Nãy dạ, giờ chị chia sẻ rồi. Rồi em muốn tìm một người chồng tương lai như thế nào? Chắc là nói chuyện vui tính, tại vì em cũng thích tìm những người vui tính, thu nhập thì nó ổn định một chút xíu. Ừ. Chắc là nghề nghiệp thì phải định hướng trong đây, tại vì em dân ở trong đây giờ mà nếu mà định hướng về quê thì nó hơi khó khăn tí xíu. Rồi ngoại hình cao thấp mập ốm gì, vóc dáng có tiêu chuẩn gì không?
Em có 1m54 à, bởi vậy thành ra là chắc ai cũng cao hơn em rồi. À, có nghĩa miễn cao hơn mình là được cái gì. Dạ. Rồi sơ bộ thì bên đây là cao hơn em là chắc rồi đó. Mặt mày tóc tai cũng gọn gàng, mặt mày thì cũng dễ nhìn. Còn ai chị đâu biết cái gu em sao. Rồi bên đây, muốn tìm một người vợ như thế nào? Dễ nhìn chút và biết quan tâm và chia sẻ với anh em, người thân là được. Chứ với lại là nói chung là biết kính trên nhường dưới được. Ví dụ như mà yêu cô bên này, hai người yêu nhau đi, ví dụ vậy đó. Nhưng mà cổ muốn là ở mình ở trong này lập nghiệp luôn thì em thấy nó có vấn đề gì không? Dạ không vấn đề gì chị. À, rồi thí dụ như mà nhà cổ là muốn bắt rễ thì em có chịu ở nhà vợ không? Đã cũng được chị, mình đối xử tốt người ta sẽ đối xử tốt lại rồi, mình thôi. Đúng rồi đó, chân thành dễ thương. Có hình mẫu gì không cho chị coi, hình của tụi em coi. Điện thoại thôi cái này đi ha. Trời ơi đông quá vậy, 10 anh lái taxi không. Rồi nhìn đi đó, ba cô trời quá dễ. Từ từ để em suy đoán và suy luận này đi ha. Thì em chọn tự nhiên này đi ha, giữ nguyên, giữ nó đi. Một lát tôi mở cửa trái tim ra tôi coi. Em thích hình anh này. Ờ, à, thích anh đó, giữ nguyên hiện trường cho chị. Hay quá, cũng biết chọn người quá ha. Mời hai bạn nhìn về cửa trái tim xem hôm nay mình đoán được đúng không nha. Tôi thấy cái bộ cặp này tôi gả được rồi đó nha. Rồi, nhìn kỹ vô hình, đúng không? Không có ai hết trơn ấy. Hả? Không ai. Ủa sao không ai, là sao? Tại vì không giống. Không giống trong hình này. Chị xin phép được gọi em ngoài rất là trẻ nên là không. À, có nghĩa là ba cô trong hình này già hơn cái em ngoài này. Đúng rồi. Giờ cuối cùng là không có ai hết. Đúng, em chịu thôi, nếu mà bảo thì cho em nhìn mặt với lại đoán trong này ai thì chắc là không biết là ai. Phải chọn rồi. Phải có người ta, người ta mới đưa chứ. Chỉ hình... có bạn này giống nhất. Ừ, thì giống nhất là nói chứ còn chọn nói đúng luôn rồi. Chọn đúng rồi, bây giờ còn mình nhìn mặt nói không ai, trong này không có đẹp bằng ở ngoài. Ảnh anh ăn hơn á. Ảnh ăn hơn, ở trong ảnh nhìn nó ngon hơn phải không? À, ủa vậy hả? Ừ. Hai bạn này bị ngược nhau rồi đúng không? Dạ. Này này. Hôm nay gặp được anh có mất bà tại em. Dạ cảm ơn. Cao mà, ông này cao à, cao ráo à. Dạ em cũng gửi anh món quà. Ờ anh cảm ơn. Thì sao tặng cho ta chai mật ong vậy? Ý nghĩa gì vậy? Ong thì thứ nhất là nó bồi bổ cơ thể. À. Thứ hai là như bạn em á, nó tư vấn em á, à, là có muốn mật ngọt thì phải canh giữ lấy. Ồ, hiểu không? Hiểu ý nghĩa không? Ngọt ngọt. Mai mốt mua mật ong tặng anh nữa, nhớ mua mật ong cắt tường nha. Ông còn trai á. Đó, thấy chưa? Cái gì mới được? Đó, đó. Rồi, cảm xúc đầu tiên khi mà cánh cửa trái tim này mở ra là như thế nào? Bạn gái xinh quá. Cảm ơn em. Mà ông này cũng duyên lắm chứ bộ. À, bây giờ ăn thua phần còn lại là hai bạn nha. Cơ hội chương trình chỉ tạo nhiêu đó thôi. Còn dạ, các bạn sẽ nắm bắt cơ hội tự khai thác, tự tìm hiểu nhau. Bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rất là ngon ha, một buổi trưa rất là thú vị tại nhà hàng My Mother. Đây là món thăn bò ngoại Úc nướng sốt với ngò tây. Đây là một cái món mà kết hợp giữa ẩm thực Âu và Á và được chế biến rất là phù hợp cho khẩu vị của người Việt. Vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi, chúc hai bạn có buổi trưa ngon miệng. Bây giờ em mời em. Dạ, mời anh ạ. À, chúc sức khỏe em và gia đình nha. Dạ, cảm ơn anh. Em giận khó dỗ là khó dỗ sao em? Anh không dành giỏi dỗ đâu nha. Thì anh đừng làm em giận. Ai biết được có làm giận hay không? Lúc mà em giận thì thường là em sẽ nói là em đang giận. Thì lúc đó anh phải im lặng để nghe em tháng. Em là nhà quận 6 là đường nào? Em ngay Chợ Lớn. Chợ Lớn hả? Anh ở đâu? Anh ở bên... ngã tư bốn xá em. Anh đang thuê nhà anh đó. Ờ à, đúng rồi, chợ. Anh vô đây bao năm rồi? Anh vô đây được 7 năm rồi. À, anh lái taxi mà bao mấy năm rồi? Cũng 7 năm luôn em. 7 năm luôn. Thôi mời em. Dạ cảm ơn anh, mời anh ạ. Em là mấy còn mấy người em chưa lập gia đình luôn hả? Dưới em chỉ có hai đứa em thôi, nhưng một em thì lập rồi, một em thì còn đang đi học. Ờ. Còn hai chị ở trên. Lý do sao mà em giờ chưa có người yêu là sao? Anh thấy phụ nữ dễ kiếm người yêu hơn anh. Anh nhiều khi anh đi khua khó. Chắc em cũng kén quá. À đúng rồi, chắc có lẽ kén quá. Anh có tật xấu gì không? Hầu như là chỉ có vài tật xấu hồi nãy anh kể thôi, chứ còn về... Có nhậu nhẹt không? Nhậu thì... về quê anh nhậu. Nhậu ra nhậu. Về quê thì giả sử như các anh các chị thời chơi ấy, hoặc tới nhà các anh các chị ngoài đó có truyền thống là tới rồi cái làm mâm cơm rồi mấy anh em ngồi nhậu với nhau. Chứ còn bình thường là đi nhậu bạn bè trong này thì anh ít đi nhậu lắm. Anh có thuốc lá không? Hồi trước có hút, giờ bỏ. Tại vì em dễ uống thuốc lá. Ờ, bỏ thuốc được 3-4 năm rồi. Em làm kế toán làm việc ở đâu em? Dạ em làm gần chợ Tân Bình á. Em muốn tìm một người mẫu ở đâu của em như nào?
nhìn anh thì cũng phù hợp với lại mấy cái tuổi của em, nhưng mà có cái là mừng quá hả? Nhưng mà em muốn yên ở yên giống như là lập nghiệp ở thành phố luôn á, thì anh có xác định được không, hay là vài năm nữa thì anh lại về quê? Chắc có lẽ là anh cũng ở đây thôi. Trước thì anh có ý định anh về quê đó, tại vì ngoài đó thì đất đai rộng hơn, nhưng mình nghĩ là nếu mà ấy thì có thể cái vấn đề đó mình giải quyết được. 7 năm rồi mà anh vẫn chưa mua được nhà ở trên đây à? Đúng rồi em, mua thành phố đâu dễ đâu em. Hồi 7 năm trước cũng trả nó rất là rẻ đó. Đâu có em, năm 2013-14 đấy hả? Ừ. Đâu có rẻ. Mà anh vô đây anh hai bàn tay trắng mà. Không, nhà anh nghèo mà. Anh vô đây được cầm đúng 7 triệu. Lập nghiệp phải là từ hai bàn tay trắng. Ở nhà anh có làm việc nhà không? Ờ anh có chứ. Anh vẫn tự nấu ăn, anh tự nấu anh ăn mà. Anh ăn cũng hơi khó ăn, vài quá anh ăn được. Thôi em ăn đi. Dạ. Công việc của em là thường làm lúc khi nào rảnh? Em làm văn phòng thì làm hết 5 giờ rưỡi chiều làm rảnh rồi. Ờ, thứ bảy chủ nhật mình nghỉ hả? Dạ không, em chỉ nghỉ chủ nhật thôi. Chủ nhật và chiều tối mình rảnh phải không? Dạ. Anh thì hình như tính hiền hay ít nói đúng không anh? Đúng. Không, anh mà quen. Hay là anh ngại? Không phải, anh quen anh nói cũng nhiều lắm nhưng mà. Trời ơi, vậy mà ít nói, tôi thấy vậy là nói nhiều má. Có nhiều người ngồi đây là chỉ có là không có nói gì luôn, chỉ biết câm nín thôi đó. Anh này vậy là nói nhiều đó chứ. Nói chung là cũng thẳng thắn, cũng thật thà. Có sao nói vậy? Có à. Rồi nhưng mà nãy giờ có vô được cái câu chuyện gì hẹn hò gì chưa? Chưa, đấy là điểm yếu của em luôn. Trời ơi, tôi đã hỏi được cho một câu rồi là em có bạn trai chưa? Người ta nói chưa rồi mà còn nãy giờ chưa chốt được gì trơn hả? Ví dụ mỗi hẹn hò là khi nào anh qua đón em được? Cái đó tùy anh. Khi nào anh rảnh qua ha? Dạ. Ai rảnh? Ai rảnh? Khi nào ai rảnh rồi qua? Thì bạn chiều tối bạn rảnh. Mà giờ cổ rảnh mà em bận rồi sao? Không, em một ngày bận, một ngày rảnh rồi. À, bất cứ lúc nào mà em muốn thì anh sẽ qua, anh đưa em đi chơi. Không, chắc không được ha. Công việc mình phải... Không phải được chứ. Dạ? Phải được chứ. Được ha. Bỏ hết việc đi là đi hẹn hò luôn em ha. Không phải bỏ hết việc nhưng mà mình cũng có sắp xếp được chứ. À, tưởng bỏ công việc đi hẹn hò luôn. Cái mai mốt hai đứa đói luôn á. Chát không được thiệt. Tôi hiểu sao ông ế rồi đó. Thiệt thà, được cái thiệt thà, thiệt luôn á. À, nếu mà hẹn hò bỏ nhau, hẹn hò hoài là mốt hai đứa đói luôn hả? Mà lâu lâu bỏ một bữa được không? Dù khi đói bụng đi chơi với nhau vẫn vui. À, được. Được. Dám yêu, dám làm, chứ bởi vì tuổi trẻ người ta là dám nghĩ, dám yêu, dám làm. Ai biểu tuổi già mới yêu chi cho nên hơi chần chờ. Ơ nhưng mà quên hỏi, thì chả thử như mà quen nhau thì khoảng khi nào kết hôn được ấy? Chắc là chừng nào mà thấy tình cảm đủ chín thì mình sẽ kết hôn thôi. Chị không dẫn em chút nào hết trơn. Chị không dẫn em chút nào hết trơn. Đúng, tự quyết định đi chứ ăn thua em thôi à. À, phụ nữ người ta thì đó, bây giờ người ta cũng ba mấy tuổi rồi quen á, giống như giờ chị nói cho em biết tâm lý phụ nữ nè, giống như chị mà chị quen ai mà 6 tháng mà chưa hỏi ý định mà đám cưới đám hỏi thì chị tài thật sự quen nhau thì tìm hiểu nhau 1-2 tháng đi chơi nhau vài lần là biết hợp hay không hợp rồi, thấy mà không hợp thì thôi chia tay lẹ đi kiếm người khác đỡ mất thời gian. Còn nếu đã hợp rồi là phải tập trung vô chuyên môn, đánh nhanh rút gọn, lớn tuổi rồi, già rồi. Chủ động cầu hôn ha. Đúng rồi. Thôi ba cái đó chắc em thua rồi. Ủa chứ giờ em đi quen bạn gái đâu, hai đứa đi chơi hoài xong đi ăn uống đi chơi đi về. Được. Ăn uống chơi về hoài rồi chừng nào cưới. Em muốn cưới thì em phải hỏi người ta đồng ý không, rồi em mới mời ba má hay mời gia đình qua gặp gia đình nhà người ta. Dạ. Thì cái đó ai chủ động, không lẽ tôi? Không. Thì đó gọi là cầu hôn đó. À, đừng quỳ gối đồ thứ. Em không muốn quỳ đi, em nằm cũng được đó. Em bắt quỳ á. Quỳ không? Mua thêm quà gì nữa? Cầu hôn này còn phải có quà gì? Đi hỏi vợ có quà gì? Lại thêm cái nữa thì không chịu. Hả? Lại thêm cái nữa cũng chịu luôn. Ủa là sao vậy chứ, em thấy thường thường ví dụ như là đi lấy vợ là phải có cái gì? Em không biết. Quà cả. Hồi trước giờ anh có đi bưng quả chưa? Hả? Hồi trước giờ anh có đi bưng quả chưa? Với anh chị em sắp xếp cho em mà. Ừ. Chứ em đâu phải làm đâu. Ừ. Thôi chị mệt quá, chị nói chuyện với em nữa nè. Thôi bóc lá bài của chương trình đi. Đọc lớn lên coi. Bạn gái luôn muốn giữ gìn cho đêm tân hôn. Biết giữ gìn là giữ gìn gì không? Giữ ấy đó. Đêm tân hôn nhưng bạn trai lại muốn rằng bạn gái không yêu mình. Bạn gái sẽ làm gì để bạn trai hiểu trong tình huống này? Thì anh có đợi không? Có chứ em. Có chứ em. Được, rất thẳng thắn, rất thật thà. Vậy em không cho thì anh làm gì? Không cho hả?
thì anh cho rằng em không yêu anh. Ừ đấy, anh cho rằng em không yêu anh. Anh nhưng mà muốn... bây giờ em hỏi thực tế là anh có đòi không? Ơ có chứ em. Ơ cái đó ai chả đòi đúng không chị nhỉ? À. Mình thực tế chứ đúng không? À, thì bây giờ ăn thua bạn gái mình phải giải thích sao cho mình hiểu phải không? Đúng rồi. Là mình mới đợi. Em sẽ giải thích sao? Ờ à, đó. Tại vì em là người phụ nữ truyền thống. Anh đòi bằng được đó. Anh đòi bằng được đó. Anh đòi bằng được ha. Ừ. Em thì không cho bằng được. Không cho anh giận. Bỏ đi luôn đó. Không, nhiều khi anh bỏ em cho đi luôn đấy. Cho đi luôn hả? Thôi cho đi thế quay lại. Kiểu xách vali ra cửa không lại đi quay lại đó. Cái đó là phải có người níu em lại chứ. Bây giờ sao? Tình huống này thì sao? Nói vậy thôi chứ cũng tùy bạn gái thôi. Chứ cái đó nó phải đôi bên tình nguyện trao cho nhau thì nó mới gọi là nó mới nghĩa. Đúng rồi chị, đúng chứ rồi. Còn một bên một bên mà đòi một bên không muốn thì nó cũng không gọi là điều nhưng mà giờ cổ nói là đó, cổ chưa muốn cô giữ để lên tân hôn tại vì em là người truyền thống thì ý anh sao? Ok không? Ok rồi tới em. Bạn trai vô tình làm bạn gái giận, để bạn gái hết giận bạn trai phải nói một câu so dịu cảm xúc của bạn gái, bạn sẽ nói câu gì? Nhìn cổ đi, cổ giận rồi kìa. Em khó dỗ lắm đó. Em ơi đừng giận anh nữa nhá. Anh phải nhận lỗi chứ. Nhận lỗi à? Ừ ha, tại đã có lỗi với ai bây giờ đâu. Thì đang ví dụ mà nó nói đi, giờ cổ đang giận rồi đó. Giận lỗi gì? Ví dụ như là bữa đó hẹn nhưng mà em tới trễ, hẹn đi chơi 6 giờ nhưng mà chắc em bị chạy xe bị gì đó không biết, em tới trễ một tiếng đồng hồ cổ đợi cổ giận rồi. Em ơi hôm nay anh đi đường xe đông quá nên là anh hơi tới trễ một chút xíu, em có thể thông cảm cho anh được không? Sao anh không nhắn tin báo trước? Tại vì đường đông quá anh đi không được. Anh đi xe là anh không có sử dụng điện thoại. Tranh thủ lực lại giao thông. Cũng hợp lý ha, cũng được. Cũng thông minh, cũng lẹ lắm. Thôi được rồi, bữa nay đi có ai đi theo ủng hộ không? Không. Bữa nay đi có đi theo không? Mấy chị gái gì có ai, em gái gì có không? Bạn em. Rồi, mời mấy em vô đây mấy em ơi. Chào em gái, rồi em giới thiệu về mình đi em. Dạ, em là Thủy, bạn của bạn này. À, em chơi chung với nhau bao lâu rồi? Lâu lắm rồi, mười mấy năm rồi. Mười mấy năm? Dạ. Rồi em có gia đình chưa? Dạ rồi. Tại sao em có gia đình rồi mà em bỏ nhỏ bạn bơ vơ? Bởi vậy cho nên hôm nay em muốn nó mai mốt tới nhà em chơi là phải có người đi theo. Đi mình tội. Rồi bữa nay em thấy chị Tường chọn anh này là may. Dạ được, thấy anh này được lắm á. Được chỗ nào? Nói chung là em nhìn thấy anh này cũng có siêng năng nè, cũng có chí cầu tiến nè, cũng hợp với bạn. Nhưng mà yêu cầu của bạn gái em là bạn em cao lắm. Không cao, nó nói vậy thôi chứ nó... Em nhìn bằng tâm lý của cô này thì em nghĩ là anh này có hợp với cổ không? Bạn là chỉ có đang lừng hững chỗ là anh này ở quê, còn bạn này ở đây, bạn này đang suy nghĩ vấn đề đó thôi. Rồi hiểu luôn bạn mình vậy luôn. Cổ nói đúng không em? Dạ đúng ạ. Nhưng mà bây giờ anh nói anh ở đây luôn được rồi. Nhưng lo ngại là anh chưa có nhà cửa ở đây. Thì cũng lo ngại vấn đề nhà cửa của anh. Thì bây giờ hai đứa quen nhau thì lập chí quen ảnh rồi bắt đầu bàn bạc với nhau rồi cho ảnh lập cái chí hướng rồi anh đầu ảnh lo anh bắt đầu mua đất mua nhà ở đây là vừa rồi. Rồi xe gót hết rồi. Bán đất ở dưới quê lên em mua nhà nha anh nha. Có ý định là mà lập nghiệp ở trong này thì đất đó được giá thì anh sẽ bán đi và mua đất đúng ở đây. Rồi. Chịu lập nghiệp trong này đúng không? Dạ vâng. À, đó được chưa? Dạ. Được không em? Dạ được. Rồi, nói câu chốt hạ hôm nay cố gắng lên hôm nay được rồi đó. Mai mốt tới nhà mình đúng đừng rồi, cho đi nhà. Nữa. Đúng rồi, không cho tới nữa. Đi xa đi xe máy không cho đi anh này chở được nha. Không. Thường hay tới bên kia. Mai mốt có chở đúng anh rồi, chơi không? Tới nhà em chơi thường xuyên. Có. Xin bạn ơi, bạn của bạn nào mai mốt mà cho anh chở bạn gái anh tới nhà em chơi với nha. Ờ mai mốt cho anh chở bạn này tới nhà em chơi được nha. Dạ được. À, được chưa? Okay. Rồi cảm ơn em nha. Bây giờ là giờ phút quan trọng nè, bây giờ suy nghĩ lại, lắng động lại, hồi nãy giờ mình trao đổi thôi. Bây giờ là cái giờ phút riêng của hai em ha, không ai tác động nữa hết. Chương trình là cho mình cái cơ hội gặp nhau. Ăn thua là hai bạn cảm thấy cảm xúc dành cho nhau như thế nào? Đối tượng có phù hợp hay không? Nếu được thì cho cái cơ hội để còn tìm hiểu nữa. Rồi giờ đặt tay vào cái nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì chúng ta bấm mạnh. Không đồng ý chúng ta có quyền lấy tay ra. Nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ. 1 2 Bấm luôn. Bấm trước là phạm quy đó, nãy tôi chưa nói. Không, mình đàn ông mình bấm trước, không để cho phụ nữ người ta suy nghĩ. Bấm mà ra hiệu. Rồi, qua anh đây đứng. Hay quá, lành quá. Ủa đem đeo có mắt kiếng nãy giờ không có đeo rồi có thấy người ta không? Có chứ. Rồi qua anh đây nhìn ngồi đứng sát đi nhìn cái mắt kiếng em chỉ đeo chạy xe thôi. À rồi mời hai bạn nắm tay nhau. Còn cái vụ kia ấy ấy á, là phải tới kết hôn. Xin phép nắm tay cái. Cảm nhận như thế nào? Dạ tay mát quá.
Rung quá anh. Hãy xin chứ giờ xin phép không... hồn mẹ nguyện. Cô này dễ dãi ghê á. Xin mà xin cái cho liền hả? Em chưa trả lời. Không, à, em chưa trả lời. Thời đó chưa trả lời mà làm luôn rồi. Dạ. Có tin vui nhớ báo cho chương trình biết nha. Dạ. Ok. Rồi trả lời luôn đi. Đêm tân hôn thì nam hoặc là nữ động phòng hả chị? Động phòng hả chị? Ờ, thì ai nên chủ động và làm gì? Thì thường thường là bạn nam được động phòng. Động phòng là làm gì? Động phòng là làm gì? Quan hệ nam nữ chị? À, là nam chủ động. Dạ. Quan hệ nam nữ? Nữ cũng được, thì tỷ gì? À, thì nữ cũng được thì... À, xin chào hai bạn. Bây giờ bạn trai sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên Hoàng Anh chị. Đang làm việc là cán bộ công chức Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Em làm bên mảng văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ ở đây chị, ở thành phố Hồ Chí Minh, dạ Tân Bình. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ 30 chị. 30 tuổi. Mời em gái. Dạ em kính chào chương trình cho chị Cát Tường và bạn nam bên cạnh. Em tên là Bích Ngọc, hiện tại em là nhân viên văn phòng của Ủy ban phường quận 5. Ồ, cái quận Tân Bình, cái quận 5. Nói chung là hai bạn cũng đều làm trong cơ quan nhà nước hết. À, chắc đặc thù công việc thì cũng hiểu rồi ha. Dạ. Cười sao cười vậy, có quen không? Hả? Đâu mình hỏi thăm vài câu thử coi rồi biết đâu quen biết sao. Em làm ở quận 5 hả? Dạ. Đôi khi mình có dịp gặp mà mình không biết ha. Dạ, em cũng mới công tác khoảng 1 năm rưỡi rồi anh. Anh công tác đó lâu chưa? Dạ, công tác cũng lâu chị. Mình làm là giờ hành chánh hay sao? Công việc của mình dạ, cụ thể là như thế nào? Giờ hành chánh chị. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Dạ đúng rồi. Em thứ bảy vậy. Thì đôi lúc thì có làm buổi sáng. Ừ. Dạ. Em cũng vậy hay sao? Dạ. Em cũng thứ bảy chủ nhật nghỉ, đôi khi có những phong trào hoạt động của cơ quan thì mình tham gia. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì năng động. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, thẳng thắn và cũng khó chịu một chút rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu dạ, của mình? Điểm mạnh của em thì cũng hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình. Thì cũng sơ nổi. Còn nãy giờ tôi chưa thấy sơ nổi gì luôn á. Điểm yếu thì nói chung cuối tuần ngủ hơi vậy, hơi trễ xíu. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Dạ không chị. Người không có cái tật xấu nào hết. Không có. Rồi làm văn phòng rồi cuối tuần ngủ dậy trễ rồi làm gì nữa, thức dậy thì làm gì? Nghe nhạc, xem phim hay đi uống cà phê gì đó. Uống cà phê hay uống bia? Có thì tại em thì lúc ăn nhiều. Ăn nhiều quá hả? Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Chung cũng một chị hồi học sinh thì cũng có. Gì có một mối tình học sinh thôi? Dạ đúng rồi. Tới giờ luôn không có? À. Thích trai thích gái? Dạ thích gái chị. Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Rõ ràng mà sao bao nhiêu năm mà không có, 30 tuổi mà không có mối tình nào thêm là sao? Thì nhiều lúc như làm văn phòng thì mấy bạn kia nhiều lúc người ta cũng có ý chung nhân hay gì đó. Nên là mình thì chỉ giao tiếp chứ mình cũng không có gì. Không có đối tượng mình có thể yêu thầm trộm nhớ ai, có yêu đơn phương ai không trong 10 năm qua? Chắc không đâu chị. Chị cũng lo làm cái học cũng không có. Vậy thì cái mối tình mà hồi đi học đó là có mần ăn gì chưa? Chưa học trò mà học chị trò. Ngây thơ đó chị biết mà có. Chị hỏi để em trả lời vậy thôi. Nếu vậy thì cuối cùng là có nắm tay có hôn nhau lần nào chưa? Dạ chắc mấy đó học sinh người ta cũng biết bình thường. Cũng biết bình thường. Có nắm tay rồi có rồi bây giờ thí dụ có bạn gái rồi lấy vợ rồi có biết làm gì không? Dạ chắc biết học sao hỏi biết được thêm. Học hỏi ai? Thì có gì hỏi chị Cát Tường, hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị sao được, trời ơi chị phụ nữ sao chị chỉ em được. Phải tự học hỏi, rồi, em phải tự tìm học kiếm rồi. Học hỏi ở đâu? Sách vở. Sách vở. Hay bạn bè gì đó hả? Nhằm khi hỏi vợ luôn á. Ờ, mày hỏi gì? Em nghe anh chưa có tình trường, chưa có cái mối nào hết trơn, em có ngại gì không? Dạ cũng sợ là tính hơi còn trẻ con. À, tính mình có trẻ con không? Dạ nói chung không chị, bình thường không chị. Chị chỉ sợ là anh không có mãnh liệt với phụ nữ thôi chứ chị thì cũng không có sợ trẻ con. Không em không mãnh liệt. Mãnh liệt không? Dạ, có. Có mãnh thôi mà chưa liệt. Rồi tình trường em sao? Dạ em cũng có hai mối tình. Một mối tình cũng được 2 năm, cách đây 7 năm. Và một mối tình đơn phương thôi. Hiện tại thì em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung hiền, đẹp, dễ thương. Trời ơi, hiền, đẹp, dễ thương, đủ hết trơn luôn. Ngoại hình sao nè? Chỉ nhìn đẹp được không? Em cao bao nhiêu? 1m6, 65 gì đó. Con gái cũng cao 1m6, 1m65 luôn.
Thì tầm mét 5, lớp 7 trở lên được rồi. Mập hay ốm? Thì tướng trung bình thôi. Trung bình là nhiêu ký? Em cũng biết được, nói chung là bình thường á chị bạn. Gì em cũng không biết hết trơn. Người có thích gái không vậy? Dạ có, thích gái với chị. Chắc không? Dạ chắc. Chị hỏi em khó trả lời. Không có trả lời. Có khi nào thấy một bạn trai nào đó đẹp trai quá, dễ thương quá mình ngưỡng mộ chưa? Không có, làm gì có chị. Không có hả? Dạ. Bình thường mà, chị thấy bạn gái đẹp chị vẫn ngưỡng mộ mà, đúng không em? Đúng. Cái gái đẹp là sao mà em không diễn tả được, làm sao em biết em thích gái đẹp? Trung bình, tóc thì nói chung ngắn dài xíu mà bấm tóc giống chị cũng đẹp. Vậy. Rồi. Mập hay ốm? Thon thon, dùng vậy. Trung bình xíu, nói chung là có. Em dẹp cái chữ trung bình giùm chị cái. Trong từ điển chị không có từ trung bình. Trung bình là sao? Dạ. Cái người ta thích mập thì trung bình ta là 70kg. Em thích ốm, trung bình em là 40kg. À, 50-60kg gì đó, 40-50kg gì đó. Theo như em nghĩ chị nhiêu ký? 55-60. Ừ, vậy đoán cũng gần đúng rồi đó. Vậy em muốn con gái bao nhiêu ký? Bốn mấy có nghĩa là ốm hơn chị là mập đúng không? 50, năm mấy là tặng gái tùy đó. Cái địa thì nó có thể nhìn khác. Thì có nghĩa chị là mập đúng không? Cái chị tương đối đó. Là trung bình á. Nãy giờ hai em cũng trung bình hết trơn á. Có đem hình ảnh theo không? Dạ có, em để nè chị. Đâu? Rồi còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì bạn nam cao khoảng 1m7. Tại vì em 1m60 mấy. Và em có sở thích của em là mang giày cao gót. Trời ơi, rồi đó, kiếm đi cổ qua trọng đó. Một người cũng chững chạc. Trời ơi, mênh mông bao la biển người. Tìm đâu ra anh đây anh ơi. Tìm đi em, ảnh ở trọng á. Gán đi, mò kim đáy biển đi cưng. Em cao mét... là bạn giữa giữa đó. Bạn cao mét 6, 6 mấy chắc bằng này. Bằng này quá. Đâu? Bằng này nè. Biết chọn đúng ai là tôi làm ai người đó nha. Rồi, chọn kỹ nha, bạn này nha, giữ nguyên cái tay đó nha. Rồi, một hồi mở cửa trái tim ra. Rồi, coi đúng hay không. Theo như qua cái cách nói chuyện thì em nghĩ là anh này. Hay vậy ta, trời ơi, cặp đôi này chắc đám cưới liền quá. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim rồi xem mình đoán đúng không nha. 7-8 cô mà mặc đồ giống nhau từ trên xuống dưới. Gì mà cũng đoán ra được. Đúng không em? Kiểm tra hình lại coi. Đúng mà, giữa nè. Đúng không? Đúng. Hay quá ha. Đưa anh coi chị đúng anh không vậy? Người này phải không anh? Đúng rồi em. Trời ơi, hay dữ trời ơi, quá trời vậy mà đoán đúng hay thiệt luôn. Sao hay vậy? Dạ, tương thông nha. Tương thông hả? Rồi lần đầu tiên khi nhìn mở cửa trái tim đang cái thì cảm xúc của em như thế nào? Bạn gái đẹp, hiền, đẹp. À, trung bình không? Đẹp, dễ thương, không. Chứ không phải trung bình nữa hả? Không chị, đó nói chung thôi, như là mình nói lắp hả chị? Rồi em, sau khi cửa trái tim này mở ra, cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Anh cũng giống hình. Giống hình? Dạ, có vẻ hiền. Ủa sao lần đầu tiên thì gặp bạn gái không mua quà, muốn bông mua hoa gì tặng hả chị? Cái đó anh lỡ anh đi vội quá. Nên là chắc để có gì sau chương trình hay là chị đó sẽ tặng. Trời ơi, xin lỗi sau chương trình mà có cơ hội tặng không? Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món mì Ý hải sản tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Mì Ý trong món Âu thì không thể là không nhắc tới. Tại nhà hàng Mận Đỏ thì chúng ta có thể ăn những cái món cơ bản này với hải sản rất là tươi ngon và nêm theo kiểu Việt. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Tự tin lên, ga lăng lịch thiệp lên nha. Vài phút sau chị Tường quay lại liền. Khoảng bao lâu chị? 3 phút. Nhìn lẹ dữ vậy. Dạ, chào anh. Anh thấy em sao? Hiền, dễ thương. Em ăn tôm không? Không, anh dùng đi. Anh dùng đi, ăn tôm. Nhưng mà em cảm thấy anh không ngại hay như thế nào á. Mà không có dám... Chương trình hay là gì đó, mình chưa quen. Làm ở phường 8 hả? Ở quận 5 hả? Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5 luôn. Nhà anh đông anh em không? Mấy người à? 3 người. Anh lớn nhất. Còn em là... Anh là anh cả. Đúng rồi. Nhà em thì đông. Em Úc. Hồi nãy anh nói anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 88. Em sinh năm 90. 90. Cũng ba mấy rồi sao anh chưa có bạn? Thì nhiều lúc văn phòng này kia nào cũng không có nói. Công tác văn phòng cũng gặp quen biết nhiều lắm mà. Tùy vậy em.
Làm văn phòng thì chắc anh đâu có theo đạo đâu đúng không? Tại vì em hướng Phật thì em không biết là anh có ngại về cái việc đó không? Không, anh không có. Thì ở nhà ba mẹ anh cũng là Phật mà. Nhưng mà anh có ăn được đồ chay không? Được chứ, anh ăn được chứ. Có đi chùa được không? Được. Đi chùa anh dẫn em đi. Ăn cũng được. Không, tại vì có em có quen một người bạn á, em muốn đi đâu thì chỉ em đi đó, nhưng mà chỉ có vấn đề là họ không có cùng ăn một bữa ăn chay được với em. Vậy hả? Vậy cũng khó. Nói chung là nhiều khi mình đi chơi hay là mình đi chùa hay như thế nào, mình đi hành hương thì cũng phải có những cái bữa mình dừng lại để mình ăn. Thì cái bữa đó mình muốn ăn chay chẳng hạn, mình muốn ăn lạc, thì người đó thì nói là thì thôi một mình em ăn, còn anh ăn cái khác, hoặc là anh không ăn anh ngồi nhìn. Em cảm thấy điều đó nó không hợp lý. Hay giờ anh nói em nghe nè. Lát nữa mình bấm nút hẹn hò, xong rồi khoảng một tuần hay là tháng gì đó mình có hẹn rồi đi dạo đó, thì mình sẽ trao đổi nói nhiều hơn, thì đi ăn hay gì đó anh sẽ dẫn đi ăn cũng được. Ví dụ như mình có thể đi xa hơn thì anh nghĩ mình sẽ ở đâu? Thì ở nhà ba mẹ có phòng riêng, nói chung mình cũng có chỗ riêng tư của mình mà. Mì ý ngon không? Dạ ngon chị. Có tôi ở đây thì tôi không thấy nói chuyện gì, mà tôi đi ra ngoài tôi nghe có một cái thông tin rất là thất thiệt là rủ người ta bấm nút đi ra ngoài nói chuyện sao hả? Không có câu chuyện đó trong đây đâu nha, em đừng có nghe dụ dỗ. Dạ. Bấm nút ở đây á là 1 tỷ người coi chương trình là em mất cái duyên của em. Nhớ chương trình là như vậy. Dạ. Cho nên em phải thích ảnh em mới hôm em mới bấm. Tiêu chí đó sai nha cưng nha. Ghê ha, lúc tôi ngồi đây thì không nói, tôi bước ra ngoài thì nói kiểu đó. Xin lỗi quý vị, không có câu chuyện đó đâu. Rồi, bạn gái đẹp gái không? Dạ đẹp. Trung bình ha? Dạ không chị, bình thường. Hả? Trung bình hay là trên trung bình? Trên chị. Gì nhìn ra ngoài chi vậy? Nhìn ra ngoài kiếm ai ngoài? Biết được thông tin gì ở ảnh chưa? Dạ ảnh cũng là con trai cả. Nhà hình như được 3 anh em thôi. Gì người ta hỏi không trả lời ông? Ăn hoài vậy? Thì nãy em có nói... Trời ơi, sao đàn ông gì dịu dàng nhẹ nhàng quá, tôi nghi quá. Bây giờ cho một cơ hội nè. Thay vì hồi nãy rủ ra ngoài bấm nút phải không? Hai bạn nắm tay nhau qua cửa trái tim để đo cảm xúc, để phụ nữ cũng đo phụ nam cũng đo phụ nữ có rung động không? Rồi hai bạn 30 giây nắm tay nhau. Nắm tay chứ phải bắt tay đi họp cán bộ đâu nha. Nhìn thẳng nhau đi, dám nhìn mặt người ta không? Nhìn đâu vòng vòng. Rồi, mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình, đọc lớn lên. Bạn nghĩ đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Rồi trả lời luôn đi. Đêm tân hôn thì nam hoặc là nữ động phòng hả chị? Động phòng hả chị? Thì ai nên chủ động và làm gì? Thì thường thường là bạn nam được động phòng. Động phòng là làm gì? Động phòng là làm gì? Quan hệ nam nữ á chị. Là nam chủ động. Dạ. Yeah, quan hệ nam nữ. Nữ cũng được. Thì tùy gì? Thì nữ cũng được. Giờ theo em, trường hợp cụ thể của em thì em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Nếu như em mốt em lấy vợ thì đêm tân hôn của em ai sẽ là người chủ động? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Ok. Chị hy vọng là em nói đúng sự thật. Hãy kể ra 3 điểm chung, 3 điểm riêng giữa bạn và người đối diện. Rồi. 3 điểm chung thì em nghĩ là thứ nhất là về công việc. Có chung có công việc thôi hả? Em cũng thấy vậy. Điểm riêng thì có vẻ là anh hơi nhút nhát so với em. Em thấy hiền quá. Thấy hiền quá. Thật sự thì em thích một bờ vai vững chãi. Nhiều lúc thì do anh nói chuyện thì em nghĩ xưa, nhưng mà nói chung phần thì bờ vai vững chãi thì ok, điều đó là bình thường, đơn giản, không có gì hết. Em phải thể hiện cho người ta thấy, người ta mới tin được chứ. Em nói mà em không có thể hiện, em không nói được gì rồi, em chưa có kinh nghiệm yêu đương nữa. Có mối tình học trò đó, có mối tình học trò đó hả?
cổ tự tin là cái mốt em có thể bảo bọc được cho cổ. Có được, bảo bọc được. Bảo bọc được. Dạ được. Đó, bây giờ nhìn 30 giây nhìn nhau nói một câu cuối cùng trước khi bấm nút. Em muốn hỏi anh một câu được. Rồi hỏi đi em. Với cái công việc của mình hiện tại như vậy, anh có một cái định hướng nào khác cho cái sự nghiệp của mình hay không? Công việc thí dụ như là công việc đó, công việc chính của mình đúng không? Đúng rồi. Sau này cuộc gia đình hay là gì đó thì cũng có thể thêm. Anh đã từng nghĩ đến cái vấn đề đó chưa? Thì bây giờ nó nhiều công việc giống như kinh doanh online hay là làm cái gì nó không ảnh hưởng nhiều mà sao hay gì đó là mình cũng có thể. Nhưng mà anh đã từng nghĩ đến anh sẽ có một cái công việc phụ thêm cho cái công việc văn phòng của mình chưa? Thì nói chung cũng có lương về cái công việc của mình hiện tại đủ thì nói chung cũng ok, thì cũng còn cái kia thì mình phụ thêm thì mình có làm thêm, tôi có nghĩ tới như vậy. Cảm xúc của mình đang suy nghĩ gì, mình mong muốn điều gì? Anh nghĩ mình nên tiến tới cho nhau, có là sau cuộc gặp này mình nên đi đâu đó và tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lý do dạ, tại sao em xin nói thiệt dạ. Lý do tại sao cổ phải... Thì chị hỏi thì mỗi người có cái ý nói gì thôi, vậy được rồi. Cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Thì thoải mái. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm trên tường hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. À, mặc dù mới đếm tới 1 mà không biết sao bấm lẹ quá. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Dạ, tại vì em cảm thấy là em chưa có rung động. Thực sự là anh rất là hiền. Nhưng mà cũng vì cái hiền đó cho nên là có thể là một cái phút ban đầu em chưa cảm nhận được cái cảm giác, chưa có cái cảm giác của hai người mà... Thì cái đó anh nói em rồi, mới có một cuộc hẹn mà. Nhưng mà em phải thấy dù cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Thế lại nếu mà chương trình này mình đâu có gặp nhau nhiều lần đâu, em hiểu không? Nên là đến với chương trình nó chỉ cho mình ít phút thôi. Đúng rồi. Chương trình chỉ là một cái cầu nối, nhưng mà ít phút của chương trình rất nhiều người ngồi ở đây đã tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Đến đây rồi cái mình cứ nói tại vì đây có ít phút mình cứ lo cái chuyện ít phút mà mình không lo nói cái cảm xúc của mình hoặc là chia sẻ cảm nhận sao đối phương có thể hiểu được. Người ta là phụ nữ nữa cho nên là người ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng thật sự em có thích cổ thiệt không mà em bấm nút? Có chứ, em thích cổ em bấm nút chứ không thích em bấm. Nhưng em hiểu ý chị nói không? Em hiểu, em hiểu. Cái cơ duyên mình phải biết nắm bắt. Chứ bây giờ em cứ nói là ít phút, em cứ lo ít phút không. Chính vì ít phút mình phải càng phải nắm bắt. Đúng rồi, chị nói. Thí dụ bây giờ cho em một cơ hội lại thì em có nói được cái gì hơn câu lúc nãy không hay là cũng chỉ vậy? Thế mình cho nhau cơ hội đi. Em nghĩ được không? Thì mình bấm lại thôi. Không? Bấm lại được hả chị? Được. Thì đó, chị đang cho, mình đang cho nói nhau chuyện. Cơ hội đi. Tại đây là cũng cái duyên. Đâu phải ai cũng lên làm được, phải hiểu không? Nhưng em có thật sự thích cổ không? Em thật sự thích cổ. Lý do anh thích em là gì? Anh không biết, nói chung mình có tình cảm, mình thích. Nói chung cái đó mình không có giải thích được, em hiểu không? Em thích cổ đúng không? Ừ. Em bước qua đứng bên cạnh cổ, em nắm tay cổ, em nói một cái gì mà để cổ quyết định để bấm nút lại với em? Lần đầu tiên trong chương trình chị cho em một cơ hội. Chứ em chưa đủ sức thuyết phục thật sự luôn. Nếu chị là gái chị cũng chưa bấm. Em phải thuyết phục được cổ. Cho anh cơ hội đi. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ như thế nào đó? Nếu như em đồng ý thì anh sẽ cố gắng hết mọi sức có thể để giờ... Em hiểu ý không? Chị sẽ cho cơ hội bấm nút lại, đồng quý vị đồng ý không ạ? À? Đồng ý cho một tràng pháo tay đi quý vị. Còn có cho hay không là tùy theo nãy giờ cổ có cảm nhận được gì hay không ở cái lần cơ hội này nhé. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ, đây là cơ hội. Còn nếu mà kết quả vẫn như cũ thì không phải lỗi của chị đã cố gắng hết sức. 1 2 3 Hết thời gian. À. Em vẫn không bấm. Chị xin lỗi em, chị đã cố gắng hết sức. Chị đã cố gắng hết sức. Muốn nói gì nữa? Em muốn nói gì nữa? Em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái này là một cái... Cảm ơn em. Em nghĩ là anh nó phù hợp với ý của anh. Em cũng hơi vội.
Chào anh, rất vui được gặp anh. Và em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu, nói chuyện với nhau nhiều hơn tại quán cà phê ưa thích của em. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, mừng quá, vẫn còn cơ hội, có card visit quán luôn rồi đó, được chưa? Được dạ, chưa? Dạ được. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Rồi, hiểu hiểu không? Hiểu dạ, gì dạ, không? Dạ, hiểu dạ, cơ hội gì chưa? Dạ hiểu. Cơ hội gì? Uống cà phê tại quán. Dạ, đây là lần đầu tiên chương trình có một cái đặc biệt như vậy quý vị nha. Tường cũng đã cố gắng hết sức vì Tường thấy là có thể giống như cô gái nói là anh này chưa đủ sự chân thành, nhưng cũng có thể là do cá tính của anh rụt rè vì anh chưa có tình trường á, đâm ra có thể hôm nay anh nhút nhát nên anh mới hơi ngó ngơ ngó ngửa chút xíu thôi, thì mình phải tạo điều kiện. Còn cái cảm nhận là do cô gái ấy vì ảnh nắm tay cổ chứ không có nắm tay Tường, nhưng mà dù sao cũng có một tín hiệu vui là cổ cũng đã cho anh ấy cái card visit cái quán cà phê của cổ rồi, biết đâu sau này sẽ có tin vui từ hai bạn này.